Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Đường Hiền. Hôm nay Hiền sẽ dẫn mọi người đi đến một cái ngôi chùa có tên là Rurikoji ở tỉnh Yamaguchi. Đây, đây là cái ngôi chùa. Thì Hiền sáng Nhật cũng đã lâu rồi nhưng mà chưa bao giờ có cơ hội để đi đến một ngôi chùa ở Nhật. Ở Nhật thì Hiền thấy có rất là nhiều như là đền tên mang gừ, con chùa thì Hiền chưa thấy. Thì hôm nay Hiền sẽ dẫn mọi người đi xem cái ngôi chùa này. Đây, bây giờ là buổi chiều thì Hiền sẽ quay cho mọi người xem cái cảnh buổi chiều là như thế nào và cảnh buổi tối ở cái ngôi chùa này rất là tuyệt đẹp. Thì mọi người nhớ xem cái clip của Hiền nhé. Đây là sơ đồ để tham quan ngôi chùa. Thì ở nơi đây có rất là nhiều địa điểm để tham quan. Đấy là phía trước cổng của ngôi chùa. Ở đây thì có một cái tờ giấy được ghi từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 27 tháng 11. Thì ở ngôi chùa này sẽ tổ chức những cái buổi lễ hoa đăng hay là những đêm ca nhạc vào cuối tuần. Và đây là khung cảnh phía bên ngoài chùa. Ở cái ngôi chùa này thì có mấy con cá này, có mấy con cá đang bơi đó. Rồi ở đây thì có một cái bức tường. Đây, bức tường này đó, và đây có những cái cây như thế này đó. À, phía trên kia là cái đồi núi đây đó. Bây giờ là hiện tại 5:30 chiều đây. Có mấy con cá đang bơi này đó. Ơi, mẹ đang quay đó. Con kiến nè, con ong nè. Ở nơi đây có một cái con ngựa này và một vị thần được xây bức tường ở đây đó. Đây là con ngựa. Biết cái này là cái gì hả? Hình như cái này giống cái là mớ rắn, cái mớ à. Ở đây thì có một cái bức tường Bồ Tát và một chú tiểu.
Ở nơi đây là có hai bên hai cái hồ hoa súng. Phía bên kia là có một cái đường để đi ra phía bên ngoài. Rồi phía bên này cũng thế, cũng có một cái hồ. Và phía trên kia là cũng có một cái đường để mà đi ra theo cái lối ra phía bên ngoài. Đó. Hôm nay là lễ hội hoa đăng ở chùa. Ngôi chùa được thắp sáng rất là nhiều ngọn nến. Tất cả các cái đường đi rồi những cái ngõ ngách đều được thắp sáng bằng cái đèn nến này. Rất là đẹp. Nhiều người đi đến để chụp hình rồi quay phim. Ngoài ra thì có những cái buổi giao lưu về ca nhạc cũng được tổ chức ở tại cái ngôi chùa này. Ôi đẹp ghê á. Mình đang đứng ở phía trên này này. Trời ơi, đẹp lắm luôn á. Đó, mình đang đứng ở góc này này, rất là đẹp. Đây là người ta nghe nhạc hát này. Tất cả các cái lối đi vào chùa đều được thắp đèn sáp. Cứ 1 mét là người ta thắp một cây đèn. Đây, nguyên cả cái ngôi chùa này đều được thắp rất là đẹp. Bây giờ bọn Hiền sẽ đi vào phía bên trong của ngôi chùa. Phía bên trong thì người ta để bãi lạy, rồi ở trong đó thì có Bồ Tát, rồi Phật Tổ. Bữa ngày thì người ta sẽ đóng cửa, chỉ có buổi tối hoặc là những cái ngày lễ hội thì ngày rằm thì người ta sẽ mở cửa để cho mình vào thắp nhang và bái lạy. Thực sự rất là đẹp. Ở đâu cũng có đèn sáp. Hai bên hai hàng rất là đẹp. Khi mà đi vào bên trong này thì bữa ngày thì Hiền thấy người ta không mở cửa. Chỉ có buổi tối hoặc lễ hội thì người ta sẽ mở cửa cho mình vào vào bên trong này để lạy. Để bãi lạy thì mình sẽ bỏ 5 yên vào cái hòm đựng tiền phía trên. Đó, các bạn thấy mọi người đang lấy tiền để bỏ vào cái hòm đó. Đó là như là một cái máy mắn hay là thắp hương. Và đây là bức tượng Phật Tổ.
大丈夫ですよ。撮ってくださいね。 Đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sắp tới. Mọi người nhớ nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ cho Hiền nhé. Bye bye.